Trong bối cảnh giao tranh ở Sudan đang trở nên ác liệt, các nước châu Âu và Mỹ đang cân nhắc phương án sơ tán công dân khỏi quốc gia châu Phi này. Liên minh châu Âu cho biết đang lên kế hoạch sơ tán khoảng 1.500 công dân khỏi quốc gia châu Phi này khi điều kiện an ninh cho phép. Anh cũng đang đặt các binh sĩ và máy bay quân sự tại các căn cứ ở nước ngoài trong trạng thái sẵn sàng trước khả năng nước này cần tổ chức sơ tán các cán bộ ngoại giao và công dân khỏi Sudan. Hôm 21 tháng 4, Đại sứ quán Anh tại Khartoum cho biết đã thiết lập đường dây nóng dành cho công dân Anh đang bị mắc kẹt trong giao tranh. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hiện đang triển khai thêm binh sĩ và thiết bị tới một căn cứ hải quân ở Djibouti để chuẩn bị cho khả năng sơ tán công dân. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Mỹ có tổ chức sơ tán diện rộng toàn bộ công dân Mỹ tại Sudan hay chỉ nhân viên đại sứ quán.